Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của chị Diện, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, để cho chị Diện lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai giống, mai ghép giống cúc thọ hương với thọ hương cẩm thạch ha. Cái lại siêu ông mình lại. Ngày hôm nay thì nhà vườn thanh lý xả hàng luôn, bán siêu rẻ luôn cô chú anh chị ha. Nó bán lỗ xả lỗ thu hồi vốn luôn cô chú anh chị ơi. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Diện nha. Thôi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Diện để chị Diện chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Em chào chị Diện ha. Em cũng xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh chị yêu thích mai vàng món cây cây kiển nha. Rồi. Hôm nay trở lại kênh em cũng giới thiệu với cô chú anh chị lô mai cúc thọ hương nha. Rồi. Hôm nay em xả cho cô chú anh chị mình luôn. Vô cây 1C. Rồi. Là cây cúc thọ hương nha. Rồi, cây này cúc thọ hương hả chị ha? Cây cúc thọ hương hả? Cây này bo già nè cô chú anh chị. Siêu già luôn ha. Rồi, thông số luôn hả chị? Hoành mình 23. Rồi. Cao mình 135. Tán ngang mình 72. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 800 ngàn nha. Rồi, mình đỡ cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2C. Cây mã số 2C cũng là một cây cúc thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này có tàn luôn ha. Rồi đế nè. Rồi cây này không số luôn ha chị ha. Mấy cây này ghép già mùa cô chú anh chị ha. Mấy cái chột bo nó bằng tay tỏ, tay út hết trơn. Hoành mình 21. Rồi. Cao mình 124. Tán ngang 106. Rồi. Cây này 700 nha cô chú anh chị. Rồi 700 ngàn bao ship. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 3C. Rồi. Cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi cây này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Bông nè cô chú anh chị ha. Có mặt hoa trên cây luôn. Mấy cái lá này nói chung là lá già cô chú anh chị ha. Mình về mình lặt hết ba lá đó, mình thay lá mới nó lên đọt bình thường nha. Rồi. Cây có củ đế luôn. Thông số hả chị ha. Hoành 20. Rồi. Cao mình 122. Tán ngang mình 112. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 750 nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây mã 4C. Số 4C. Là cũng là một cây thọ hương luôn cô chú anh chị. Rồi. Cây này bo già cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn chị ha. Hoành 19,5. Rồi. Cao 804. Tán ngang 78. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 600 ngàn thôi nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây mã số 5C. Cũng là một cây thọ hương luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi, đâm số cây này luôn ha chị. Hoành mình 16. Rồi. Cao 103. Tán ngang 71. Rồi. Cây này em giao lưu của chú anh chị mình 700 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6C. 6C là cây cúc thọ hương cẩm thạch nha cô chú anh chị. Rồi. Bo già nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn ha. Hoành mình 17. Rồi. Cao 105. Tán ngang mình là 91. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ngàn nha. Rồi 700 ngàn ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 7C. 7C cũng là cây cúc thọ hương cẩm thạch cho cô chú anh chị. Rồi. Rồi đã không số cây này luôn hả chị ha. Cây nó lên nụ nó lên sọc luôn rồi cô chú anh chị ha. Hoành mình 19. Rồi. Cao mình 110. Tán ngang 79. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ngàn luôn nha. Rồi 700 ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 8C. Rồi. Cũng là một cây thọ hương cẩm thạch nha. Rồi. Đó không số luôn ha chị ha. Cây này bo già nha cô chú anh chị. Hoành 21. Rồi. Cao 122. Tán ngang mình 91. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 nha. Rồi 700 ngàn bao xếp ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số
Mã số 9C là rồi. Cây bạch mai đậu hồng nha cô chú anh chị. Rồi, một cây bạch mai đậu hồng cô chú anh chị ha. Đậu hồng này nó lên có nhiều ấy lắm cô chú anh chị ha. Có nhiều dạng lắm, nhiều khi lên lá nè. Đó cái đọt nè cô chú anh chị ha, nó không có hồng đâu ha. Nè lên đọt xanh bình thường luôn. Không muốn lên đọt hồng lên, nó lên gì nó lên nè. Bạch mai đậu hồng mình không có nói trước được là lên 100% đậu hồng nha. Rồi, thông số luôn hả chị? Quanh mình 17,5. Cây có một số cái nụ ha, về mình cao 92. 8083. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 thôi nha. Rồi, bao xếp luôn ha. Bao xếp hết rồi. Cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 10C. 10C là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi, cái này gốc to cô chú anh chị ha, củ đế có luôn nè. Rồi, thông số luôn hả chị ha. Này bo già nha. Hoành 23. Rồi. Hoành 23 luôn. Cao 41. 8018. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 11C. 11C cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi. Tâm số cây này giùm em luôn ha. Hoành được 19. Rồi. Cao 44. 8024. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 400 thôi nha. Đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 12C là cũng là một cây siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn chị. Hoành 21. Rồi. Cao 49. 8038. Cây niệm giao lưu của chú anh chị mình là 400 luôn nha. Rồi, đã cây luôn ha. Tiếp theo cây mã số 13C. 13C cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Rồi, gốc siêu to luôn cô chú anh chị ha. Có đế luôn. Rồi, đâm số giùm em luôn ha. Hoành mình hơn 21 đến 21. Rồi. Cao 36. 8024. Cây niệm cũng giao lưu với cô chú anh chị mình 400 nha. Rồi, mình đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây mã số 14C. Rồi cây cuối liếp luôn hả chị? Là cũng là cây cuối liếp, là cây siêu bông bình lại luôn cô chú anh chị. Cây này bo khá ha, gốc to cô chú anh chị. Thông số luôn chị nha. Hoành 20. Rồi. Cao 69. 8025. Rồi. Cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 ngàn luôn nha. Rồi cây này cuối liếp luôn hả chị? Cũng là cây cuối liếp. Cuối clip em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ. Rồi em có hai bạch cho cơ chú và chị Diệu. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.